Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả trở lại với chương trình Địa ốc và Tài chánh với cô Jen Nga Dung Nguyễn đến từ công ty Alpha Realtor. Kính thưa quý vị, trong những ngày này thì chúng ta đã trải qua một tuần Tết. Những ngày đầu năm của Tết và tuần này, không khí Tết trong cộng đồng vẫn còn đậm đặc từ những hội chợ Tết tại các chùa, các nhà thờ cho đến một số những tổ chức, những thương gia vẫn tiếp tục tổ chức những sinh hoạt mừng xuân Mậu Tuất. Thì trong không khí như thế này thì chúng tôi sẽ gặp lại cô Jen Nga Dung Nguyễn trong chương trình Địa ốc và Tài chánh. Hôm nay thì cô trở lại sau một thời gian mấy tuần lễ đi nước ngoài về một số việc thiện nguyện cũng như là một số sinh hoạt công tư lẫn lộn. Thì hôm nay trong dịp Tết thì chúng tôi gặp lại cô Nga Dung. Xin chào cô ạ. Dạ, thứ nhất là xin chào Hương Yên và xin chào tất cả quý vị thính giả. Dạ vâng, thưa cô, thì trong dịp Tết này chúng tôi khi mà thực hiện chương trình này, cô Nga Dung có nói là cô phải mặc chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam trong những ngày xuân. Thì chắc chắn rằng cô đã muốn có những lời chúc đến khán thính giả đồng hương cũng như là những khách hàng thân quen đã gắn bó với công ty Alpha Realtor trong suốt nhiều thời gian qua, thưa cô. Cảm ơn Hương Yên và kính thưa quý vị khán giả của đài Sài Gòn Network. Thứ nhất, chúng tôi là Jen Nga Dung Nguyễn và Alpha Realtors xin rất là thành thật chúc mừng năm mới tới tất cả quý vị cho năm Mậu Tuất. Thứ nhất là an khang thịnh vượng. Thứ hai nữa đó là dồi dào sức khỏe và hạnh phúc tràn trề. Vâng, và mong rằng quý vị sẽ được một năm Mậu Tuất hoàn toàn tất cả mọi sự như ý nguyện. Cảm ơn cô Nga Dung. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng phải nói rằng là rất cảm ơn cô Nga Dung đã dành thì giờ, thời gian để mà góp sức trong ban biên tập để thực hiện chương trình Địa ốc và Tài chánh, mà chúng tôi nhận được rất nhiều những lời khen ngợi cũng như là những câu hỏi han là giờ của show của cô Nga Dung giờ nào phát để nghe cô Nga Dung chia sẻ những kinh nghiệm rất là thực tế, mà rất thích cô Nga Dung chia sẻ và phân tích. Nhiều quý đồng hương nói với tôi thích cái show này lắm. Thì nhân tiện đây thì đây dịp năm mới thì chúng tôi thay mặt cho ban biên tập cảm ơn cô Nga Dung đã phải nói là dành thì giờ và công sức để mà tham gia vào ban biên tập để thực hiện chương trình này. Thì thay mặt lời của ban biên tập xin cảm ơn cô Nga Dung rất là nhiều ạ. Vâng, nhưng mà Hưng Yên nói thế thì chúng tôi cũng phải xin cảm ơn anh Hưng Yên cũng đã dành thì giờ cũng như là đài đã dành cho chúng tôi một cơ hội để được lên đây để chia sẻ những cái kiến thức mình có và những cái điều cảm thấy là chúng tôi có cái bổn phận phải giúp đỡ cho đồng bào trong cái vấn đề quyết định sáng suốt về vấn đề mua nhà hoặc là vay tiền hoặc trong tất cả những quyết định về vấn đề đầu tư. Thì phải cảm ơn đài rất nhiều. Nếu mà không có đài và không có anh Hưng Yên ở đây để cho chúng tôi một cơ hội nói chuyện, nhất là Hưng Yên thì nói chuyện rất là duyên dáng, một trong những người gọi là host chương trình nhất của Hilton đó. Vâng, xin cảm ơn Hưng Yên rất là nhiều. Năm mới cô cho cháu một lời chúc, lời khen quả thực hơn lì xì. Vâng, cảm ơn cô. Nhưng mà quả thực chúng ta phải nói rằng là chúng tôi rất là vinh dự bởi vì cô Nga Dung là một người mà chúng tôi nói hay gọi là gạo cội, hoặc là chúng tôi hay thường nói là lão làng trong cái làng địa ốc cũng như là finance. Không dễ gì mà chúng ta có thể mà có cơ hội để lắng nghe được những chia sẻ kinh nghiệm. Đôi khi có những người nhiều kinh nghiệm nhưng mà không có khả năng truyền tải, không có khả năng phân tích và giải thích. Cho nên là cô Nga Dung thì được ban biên tập chúng tôi rất là trân trọng ở chỗ là cái kiến thức của cô, cái kinh nghiệm của cô. Ngoài ra cô còn có khả năng phân tích, khả năng nói chuyện rất là lôi cuốn. Thì trong dịp đầu năm này thì chúng tôi cũng phải tổng kết lại năm vừa rồi, cũng phải có là lời cảm ơn cô thật tình, thưa cô. Rất là thật lòng cảm ơn cô Nga Dung. Thì chúng tôi được biết rằng là trong mấy tuần vừa qua cô Nga Dung có đi một chuyến gọi là out of country để mà thực hiện một số công việc. Cô chia sẻ một chút được không ạ? Vâng, thưa quý vị, thật tình chúng tôi phải thú nhận với quý vị rằng chúng tôi là một công ty làm việc 7 ngày một tuần. Không dám nói đến 24 tiếng một ngày, nhưng mà quý vị có nghĩa là cái cell phone lúc nào cũng on. Thành ra đến một lúc nào đó thì chúng tôi phải xin phép để đi vacation và cũng là get away khỏi công việc, tức là đi xa. Thì trong cái chuyến đi này chúng tôi đi khoảng chừng hơn 2 tuần lễ và cũng có một cơ hội để ghé về từ Hồng Kông và sau đó đi cái chuyến gọi là Asian Tour. Thì chúng tôi có ghé về Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, ghé vào Sihanoukville cũng như là Bangkok và Singapore. Thì cái chuyến đương nhiên là cái chuyến đi khá dài, chúng tôi sốt ruột lắm. Tại vừa đi mà lại vừa nhớ nhà, chắc là quen làm việc rồi thưa kính thưa quý vị. Thành ra đi làm mà lại cứ ngồi bảo chứ trời ơi sao cái tour này nó dài thế. Thế nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một điều là
qua bao nhiêu mà nơi mà chúng tôi ghé thăm đó, thì dù gì khi mà quay trở về với quê hương đất nước thì chúng tôi vẫn cảm thấy rằng vẫn là một cái nơi tốt nhất để chúng ta đi. Thứ nhất đó là cái tình cảm khi mà khi mà rời khỏi nước thì chúng tôi là 25 tuổi. Không, hình như 28, xin lỗi, khi mà ngày chúng ta mất mất nước thì chúng tôi 25. Nhưng mà khi mà đến Thái Lan, tức là vượt biển, thì chúng tôi lúc đó khoảng chừng 27 tuổi. Thì nói chung là mấy chục năm sống rất là hạnh phúc ở trong giai đoạn của Việt Nam Cộng Hòa. Cảm nhận được cái điều thật là may mắn. Khi mình lớn lên, cái tuổi mà gọi là trưởng thành, tuổi thanh thiếu niên, thì đã được hưởng cái thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất, mà giai đoạn may mắn nhất của dân tộc Việt Nam. Thành ra bây giờ quay trở lại, nhìn lại nó vẫn lòng thấy bồi hồi. Trở về ngôi trường cũ, tức là trường Trưng Vương, quay trở về ngắm lại trường Dược, và quay về cái khu ở là khu cư xá. Tại ngày xưa bố của chúng tôi là trong công binh, thì mặc dù là cái sự thay đổi quá nhiều, trường Trưng Vương bây giờ cái cửa, ba cái cửa để cho thiếu nữ Trưng Vương kín cổng cao tường thì đã bị tháo ra hết rồi quý vị. Bây giờ chỉ còn là cái cửa sắt thôi. Và những học nữ sinh Trưng Vương áo trắng bây giờ lại thấy đồng phục khác, quần xanh áo trắng hay là cái gì đó, cả nam cả nữ. Thành ra chúng tôi đến lòng bồi hồi đứng trước cửa trường nhưng không còn cảm thấy những hình ảnh xưa. Và quay trở lại trường Dược cũng vậy, thì trường Dược bây giờ ngay mặt đường Thống Nhất đó là họ đã làm những cái thương mại. Tức là mặt tiền nó họ thấy có vẻ kiếm được tiền thì cho cái mặt tiền hết. Là họ làm cho thuê mặt tiền. Thành ra chỉ có cái mặt ở bên cái đường, chúng tôi quên mất cái đường bên hông á, là đường gì thì mới vào trường, thì trường cũng thay đổi rất là nhiều. Thành ra quay trở lại đứng trước cửa của nhà mình, đi về cũng không biết đường về, tại vì tên đường thay đổi hết rồi. Thành ra đứng trước cửa nhà mình cũng không nhận ra nhà mình nữa. Nói chung đó là chúng tôi thì thấy đất nước thì thay đổi, building thì lên rất là nhiều, đường xá thì sạch sẽ. Nhưng mà chúng tôi cũng tự hỏi là đất nước đẹp như thế này, building nhiều như thế này, thế thì những cái người chắc chắn là chúng tôi biết là người Việt Nam mình vẫn có những người ăn không, người là ăn không hết mà những người lần không ra, tức là những người rất giàu và những người rất nghèo, thì không hiểu những người nghèo bây giờ họ đang bị dồn vào đâu. Tại sao thành phố Sài Gòn bây giờ lại không có một người ăn mày, không thấy bóng dáng một người xích lô, quý vị thấy không? Chúng tôi tự hỏi khi mà đi ra Nha Trang đó, thì vào cái chỗ Ninh Hòa ăn nem nướng Ninh Hòa, thì đó là một tiệm tương đối nó có vẻ hơi bình dân, thì chúng tôi mới gặp lại những khuôn mặt cũng vẫn héo hon với một cái rổ bán đậu phụng luộc các quý vị và những vé số. Chúng tôi thấy em bé bán vé số cứ đứng nhìn tôi, bảo bây giờ cô đâu có ở đây đâu mà cô sổ số, mà cứ đứng nhìn tôi bằng một cặp mắt rất là buồn, buồn không thể tưởng tượng được. Thành ra chúng tôi bảo thôi bây giờ thì chúng tôi tặng tiền em cứ cầm về, chứ cô đâu có mua để mà sổ số đâu. Thành ra những cái hình ảnh đó nó chỉ có thấp thoáng thôi quý vị, chứ còn những cái thành phố Nha Trang, Đà Nẵng thì chúng ta sẽ thấy hoàn toàn là du khách tàu là đông nhất ở Đà Nẵng, du khách Nga và những du khách Việt Kiều thì rất là đông ở Nha Trang chẳng hạn như vậy. Nhưng mà chúng ta và những người Việt vẫn là chạy đến làm những công việc chạy xe chạy cộ thôi, mà chúng ta không tìm được ở những chỗ resort, những chỗ nghỉ mát thì chúng ta hầu như rất là ít khuôn mặt Việt Nam. Thì tại vì tôi đi với một cái mới đầu thì đi thì cũng định là chỉ là vacation, nhưng mà tự nhiên khi mà trở về quê hương thì không thể nào mà không có một cái cảm giác, một cái cảm quan để mình nghĩ tới những cái điều mà mình mong ước gặp lại cảnh xưa, người xưa. Thành ra nó có những điều trong lòng vẫn nao nao, mặc dù thấy bây giờ thì hoành tráng lắm, đúng là danh từ chứ, gọi là hoành tráng, building mọc lên như nấm, thành phố rất là đẹp, sạch sẽ, nhất là bây giờ họ sửa soạn cho Tết đó, tức là răng đèn kết hoa khắp mọi nơi, răng tất cả những cái đường lớn là đều, quý vị thấy những cái hoa đó, họ làm hoa giả, đường thì hoa xanh, đường thì hoa đỏ, đường thì hoa vàng, xong rồi đèn khắp mọi nơi trên đường phố. Phải nói là đất nước Việt Nam bây giờ rõ ràng là một nơi để dành cho những người du lịch, tourist, vâng, và những người có tiền. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là một nơi rất là hấp dẫn cho những người du khách đó. Dạ vâng. Cảm ơn cô Nga Dung, và kính thưa quý vị, tôi hỏi thêm một chút nữa trong cái không khí Tết. Chúng tôi được biết rằng là ở Việt Nam đang kỷ niệm
50 năm chiến thắng, gọi là chiến thắng của trong báo chí gọi là chiến thắng Mậu Thân đó. Thì cô về đó thì trong có dịp Tết không, trong bông hoa như vậy thì cô cảm nhận thế nào khi mà đi dọc đường những chúng tôi đọc báo thì kỳ này thì kỷ niệm được những bài báo nhiều lắm, nhan nhản rất là nhiều. Nhưng cô cảm nhận thế nào khi mà đặt chân tại thủ đô Sài Gòn trước đây của Việt Nam Cộng Hòa, rồi khi thấy những cái hình ảnh Tết như thế nào thì cô có chia sẻ một chút tâm tình ạ? Vâng, thứ nhất là cảm ơn Hưng Yên đã nhắc lại cho chúng tôi cái vấn đề mà họ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Mậu Thân. Tức là quý vị sẽ thấy những biểu ngữ đầy hết từ Hà Nội đến Đà Nẵng, Nha Trang và nhất là Sài Gòn. Tất cả mọi nơi đều có răng những cái biểu ngữ ngang răng ngang đường đó là chào mừng chiến thắng Mậu Thân 50 năm. Thành ra chúng tôi cũng buồn cười lắm, chúng tôi hỏi cái người tài xế là tại sao lại là chiến thắng Mậu Thân nhỉ? Mấy ngàn người chết không biết là cái đó là chiến thắng của ai, tại vì đi trên xe thì chắc cái anh tài xế anh cũng sợ. Anh bảo cô ơi, cái đó là toàn là Mỹ giết hay Mỹ chôn hết là cô ạ. Mỹ giết. Thành ra tôi cũng nghĩ là chắc chú tài xế chú cũng đùa, chú vừa nói chú vừa giỡn, nhưng mà mọi người đều hiểu. Tức là thật sự họ đã ăn mừng cái chiến thắng Mậu Thân. Tất cả mọi người, những du khách về đều phải tự đặt câu hỏi là ủa sao họ hay thế nhỉ, họ lại còn dám ăn mừng cái ngày chiến thắng Mậu Thân. Dạ. Mà chúng ta gọi là không có một người Việt nào mà lớn lên mà cái thời gian đó, cái năm Mậu Thân là chúng tôi đúng 18 tuổi đó quý vị, là cảm nhận thấy ngay là những cái gì đã xảy đến, và nhất là những cái đọc cái giải khăn xôi cho Huế của cô Nhã Ca, thì chúng tôi đã cảm nhận được tất cả những cái tang thương, những cái đau đớn của những người mà về thăm gia đình vào dịp Tết và chết mấy ngàn người ở đó. Thế nhưng bây giờ họ ăn mừng thì thôi, họ là kẻ chiến thắng. Thế nhưng mà nhưng mà cái này đó thưa cô, cái này thì nó chút một câu, có nghĩa là chiến thắng thì nếu mà thực tế thì chúng tôi thì đọc theo sách vở thôi. Năm 68 thì Hưng Yên chưa sinh ra đời, lâu lắm sau sinh ra đời thì sau khi mà 1975 rồi thì mới hiểu được rằng là chiến thắng. Nhưng mà Huế vẫn không mất, hình như Huế chỉ có giữ được hai mấy ngày rồi tất cả mọi nơi thì nó cũng trở về lại với Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà chúng tôi được hiểu được là bên chính quyền Việt Nam hiện nay người ta họ nói là chiến thắng là mang về mặt chính trị. Sau cái đợt chiến công gọi là chiến công đó thì chiến thắng về mặt chính trị, có nghĩa rằng là buộc cho Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán năm 1973-72 gì đấy, rồi buộc cái phong trào mà phản chiến dâng cao lên tại Mỹ vân vân và vân vân, thì đó họ gọi là chiến thắng chính trị đó thưa cô. Dạ vâng. Nhưng bây giờ tụi mày lạc đề quá. Dạ vâng. Thì trong tiền cái chuyện mà này thì cũng hơi lạc đề trong mùa xuân. Nhưng mà thì bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng là có một chút hỏi cô Nga Dung nữa là nhanh một chút, đó là trong chuyến đi đó, ngoài vấn đề cảm nhận cái tâm tình về Việt Nam đó, rồi đi một số nước, những chúng tôi được biết cô Nga Dung đi tới Thái Lan, một số đồng bào tại Thái Lan thì hoặc là Campuchia chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì cô chia sẻ một chút ngắn về cái tâm tình đó. Dạ vâng, thưa Hương Yên cũng như quý vị, thật sự ra chúng tôi có ghé lại Campuchia nhưng mà chỉ đến cái thành phố nó gọi là Sihanoukville thôi, thì họ nghèo lắm, họ nghèo, họ khổ và ở đó rất là dơ dáy so với Sài Gòn của chúng ta. Và ăn mày thì có, tức là họ cứ ăn mày lê lết ở trên đường những chùa chiền đó. Người Việt Nam ạ? Không thì cũng có người Việt, tức là người Campuchia, nhưng họ cũng có người họ nói tiếng Việt, nhưng mà họ rất là khổ và nghèo. Tức là cái thành phố ở bên Campuchia thì dơ dáy, nghèo hơn Việt Nam thì rất là có nhiều. Có gặp người Việt Nam ở Thái Lan? Có gặp, có những số các người Việt Nam. Nhưng mà đến Thái Lan đó thì chúng tôi có cơ hội để mà ghé thăm văn phòng của BPSOS, tức là giúp đỡ cho một số những người mà họ đang tị nạn bên Thái Lan đó quý vị. Thành ra cũng là một cái dịp Tết đến, và họ cũng có nhờ chúng tôi đem một số hàng về để mà bán cho họ trong cái dịp để cho họ có tiền để ăn Tết đó. Thành ra chúng tôi cảm thấy rằng một số những đồng bào của chúng ta vẫn có một cái gọi là cái tự ái đó. Họ biết là họ ở sống rất là lâu, họ không thể nó ăn xin mãi cái sự giúp đỡ của mọi người, thì họ đã làm hết sức những cái việc gì họ có thể làm được. Tức họ làm những cái vòng đeo tay, họ thêu, họ đan những cái túi, hay họ đan những cái khăn quàng cổ. Xong họ nhờ những người đi đến đây để mà gửi về, đem về bên Mỹ để những cái buổi auction ấy, hay là Tết tiếc, rồi thiện nguyện viên sẽ mua giúp cho họ. Thành ra để mà họ sống, tại vì những cái ngày mà họ ở đó không biết bao nhiêu lâu nữa mới họ mới có cơ hội được vào trong trại tị nạn hay là được phép làm việc. Tại đến bây giờ họ là những người ở không có hợp lệ tại Thái Lan. Sơ hở là họ sẽ bị bắt vào cái trung tâm nó gọi là International Detention Center, tức là nơi mà họ bắt những cái người ở trái phép đó.
Thành ra họ sống chui sống nhủi và họ chỉ có nhờ cái sự giúp đỡ của những người có lòng đó. Thành ra vì vậy chúng tôi đã phân cho họ một lô hàng. Thế và cũng nhờ vậy khi mà chúng tôi lên gặp các bạn ở trong cái chuyến đi đó, chúng tôi cũng đã bán được một ít hàng cho họ. Thành ra họ nhận cũng nhận được một số tiền tiêu trước Tết. Họ rất là vui. Nhưng và... đối tượng đó là đối tượng gì vậy cô? Đối tượng người Việt Nam đó là bất hợp pháp, là vì sao bất hợp pháp hay là cái qua... Đa số những người này là những cái người mà thứ nhất là họ những người có thể là nạn nhân của vấn đề cướp đất. Chẳng hạn như vấn đề Cồn Dầu, những người nạn nhân của Formosa. Họ bây giờ Formosa bây giờ im rồi là bắt đầu họ đàn áp thì họ chạy con đó. Hay là những người bất đồng chính kiến, hoặc là những người mà gọi là Montana đó. Tức là những người thiểu số, những vùng Tây Nguyên. Những người mà bị phản đối về vấn đề, đúng rồi, vấn đề tôn giáo. Chẳng hạn như vấn đề mà những người thượng về vấn đề đạo Tin Lành. Hoặc là những người đạo Khmer, gọi là Khmer gì đấy nhỉ? Người đạo Phật đó, đúng rồi, Khmer Krom, đúng rồi. Tức là họ là những người mà chống đối về vấn đề tôn giáo. Thành ra họ chạy qua đó, nhất là những người mà họ có một cái gì đó bất đồng chính kiến với chính quyền và họ bị những công an đàn áp. Mà thường thường khi họ ở đó, nếu mà họ ở lại thì họ có thể một là họ mất mạng, hai là bị đàn áp hoặc là tra tấn. Thành ra họ phải chạy và họ đi những cái đường bộ để trốn qua Campuchia, qua Thái Lan, họ ở đó. Mà bây giờ thì chính quyền đã đóng cửa những cái chương trình tị nạn, thành ra họ bây giờ họ ở bất hợp pháp và chỉ mong là cái Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, tức là BPSOS đó, họ làm những cái hồ sơ để chứng minh cái sự hiện diện của họ hay sự trốn tránh của họ là vì vấn đề, hoàn toàn là vì vấn đề vi phạm nhân quyền, bị đàn áp, nguy hiểm đến tính mạng. Chứ nếu không phải đi vì lý do kinh tế, thì trong trường hợp đúng như vậy thì họ sẽ được vào trong cái trại tị nạn. Thì lúc đó lại chờ đến lúc mà có một quốc gia thứ ba nhận thì họ mới được đi. Thành ra có nghĩa là cái chương trình nó sẽ dài, nhưng mà bây giờ mà họ được vào trại tị nạn á, tức là vào thiên đường đó. Tại bây giờ họ đang sống nó chạy trốn vô chính phủ, vô tổ chức luôn. Không phải vô tổ chức, mà tại vì những người mà những vô người... trại tị nạn thì còn được tổ chức. Đúng rồi, đây là không phải bây giờ cảnh sát Thái Lan nó họ bắt tay với chính quyền Việt Nam và chính quyền Campuchia, họ luồng, họ dùng bắt kinh khủng lắm. Những người mà họ giữ, những cái người mà họ ở trái phép như vậy nó sẽ bị phạt mỗi người là 25-30 ngàn đô la. Chúng tôi không nhớ rõ, bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm nay. Thành ra những người muốn giúp đỡ họ cũng sợ lắm, sợ là họ không giúp nữa. Mà bây giờ không chỗ ăn, không chỗ ở. Mà bây giờ không con cái, có những người con cái chạy theo lốc nhốc nữa, không học, không hành. Thành ra những người đó họ biết là cái con đường nó còn dài, tại họ dáng. Họ bằng cái sức của họ. Chúng tôi có đến dự một cái buổi, họ giống như là buổi phiên chợ đó. Là vì trước Tết phiên chợ là Việt Nam á hay là phở không chợ đủ Thái? Hết tức là họ đứng ra họ tổ chức một cái phiên chợ, tức là Ủy ban Cứu Người Biển đi nó họ giúp cho, tức là họ đứng họ bán đủ thứ bánh rán, bánh chiên hay là chả giò này, nem cuốn tổ chức đứng, nhưng mà xong rồi họ lấy cái tên khác ở bên đó, thành ra họ bán để họ cho những người tị nạn, họ có cái cơ hội để mà kiếm thêm bất cứ một đồng nào là họ kiếm. Thế thành ra bởi vậy họ rất là đáng thương. Cảm ơn cô Nga Dung. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi cũng xin lỗi quý vị rằng là dành trọn cái thời gian của quý vị, lạm dụng thì giờ của quý vị để nói về thứ nhất là không khí Tết vẫn còn những ngày đầu xuân. Thứ hai nữa đó là cũng năm mới thì nói chuyện vui, nói chuyện chuyến đi cho nó thư giãn một tí, thì chúng tôi sẽ hẹn trong chương trình sau sẽ nói nhiều về địa ốc cũng như thuế má, tài chánh vân vân. Thì bây giờ còn những giây phút cuối thì xin cô Nga Dung chia sẻ trong giờ phút của năm mới Mậu Tuất thưa cô. Vâng, cũng xin lỗi quý vị là chúng tôi lạc đề ngày hôm nay, nhưng mà chúng tôi cũng muốn cơ hội này để chia sẻ với quý vị rằng chúng ta là những con người thật là may mắn được quá nhiều. Để vì khi mà đi như vậy, chúng tôi mới nghĩ tới một cái mùa xuân chúng ta đang hưởng trọn vẹn trên đất nước Hoa Kỳ với tất cả những tự do, sung sướng, tiền bạc dồi dào. Và đã có rất là nhiều người Việt của chúng ta ở những nơi khác trên thế giới, không phải Thái Lan không, có thể cả những nước Singapore, có thể ở bất cứ một nước nào Đông Âu, họ đã đi là nô lệ về vấn đề tình dục hoặc nô lệ lao động, họ là những nạn nhân rất là đáng thương. Thành ra người Việt của chúng ta đó bây giờ ở khắp mọi nơi trên thế giới mong rằng chúng ta những người mà đang may mắn sẽ dành một tí cái tâm hồn để hướng về họ và chia sẻ họ một phần những cái nỗi khổ, và mong rằng đất nước chúng ta trong một thời gian gần đây với bao nhiêu triệu, gần như 2 triệu người phải không ạ? Chúng ta trên khắp mọi nơi thế giới sẽ đem tài lực, nhân lực về để mà giúp đất nước, và mong rằng đất nước của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn cô Nga Dung Nguyễn đã tham gia chương trình trong những ngày đầu xuân. Thì xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Cô Nga Dung sẽ nói về nhiều chuyên về địa ốc cũng như tài chánh. Xin chào tạm biệt.